Dạ em chào chị Jennifer. Có chị nào lấy comment giúp em Xuyến Chi Tím Huế giá 100 ạ? Xuyến Chi Tím Huế có đấy. Xuyến Chi màu gì? Màu gì? Màu vàng. Bên sau có màu vàng luôn. Em có màu vàng luôn chị. Bây giờ các chị chốt cái này trước đi, còn mấy cái hàng này này các chị nè. Mấy cái ren ren này này các chị nè.
Trần Minh ạ, xuyến chi tím Huế, Vân Mai xuyến chi tím Huế, Thanh Phạm xuyến chi tím Huế. Cả những cái này luôn này, giống cái áo của em mặc, em đang đợi hàng về nhưng mà thôi cái này nó lẻ. Nguyệt Hồ xuyến xuyến chi tím Huế. Em chỉ 50-60 ngàn hết luôn, hãy đợi em một chút. Lấy ghế ra đây, nhanh lên, 2, 3, 4, 5 người mà sao cứ đến giờ chị bán hàng là bắt đầu cứ phải hò hét là sao nhờ? Xuyến chi xanh biển em có luôn, chị nào lấy comment giúp em nên em chốt luôn ạ. À, bây giờ chốt xuyến chi tím Huế trước đi. Nguyễn Hương xuyến chi tím Huế, Nguyễn Bảo xuyến chi tím Huế, Trần Thị Thúy Hằng xuyến chi tím Huế 2 áo, Nguyễn Lan xuyến chi tím Huế, Vũ Nguyên xuyến chi tím Huế, Hồ My xuyến chi tím Huế, Nguyễn Xuân xuyến chi tím Huế. Rồi xuyến chi giá 100 ngàn một vẻ nha chị. Chị nào lấy tím Huế comment giúp em xuyến chi tím Huế. Huỳnh Thu xuyến chi tím Huế. Phiếu xong, tập trung phụ thăm lấy hàng cho chị đã xong đâu đấy rồi hãng bỏ phiếu sau cũng được. Phạm Kính tím Huế 2 áo, còn bao nhiêu áo tím Huế nữa? Hoa lê xuyến chi tím Huế, Cẩm Dung xuyến chi tím Huế, Lo Nguyễn xuyến chi tím Huế. Các chị ơi, về được rất là ít và được có một cây duy nhất thôi. Thay vì nó có khoảng 70-80 áo, em đã đóng mối cho các chị gần nửa rồi. Bây giờ em chỉ còn đúng bằng này bán các chị nữa thôi. Nếu chị nào thật sự có nhu cầu mua xuyến chi thì các chị lấy liền, vì thật sự là hàng ngày năm nay nó về ít lắm. Trúc Trên xuyến chi luôn. Tím Huế, Phường Nguyễn 2 tím Huế, Cherry 2 tím Huế. Giá từ các chị 100 ngàn một áo nha các chị ơi. Và em có bên em có thương